Thưa quý khán giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 có hiệu lực. So với pháp lệnh trước, pháp lệnh sửa đổi đã bổ sung 3 chương, bỏ 1 chương và 3 điều, bổ sung 13 điều, có 36 điểm mới thuộc 8 nhóm nội dung lớn về đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc thực hiện, điều kiện, tiêu chuẩn ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, về quản lý nhà nước, về tạm đình chỉ, chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, xử lý vi phạm. Tại Tây Ninh, bên cạnh việc đảm bảo đưa pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 đi vào cuộc sống, các địa phương luôn quan tâm đến phong trào đền ơn đáp nghĩa sâu rộng. Tháng 7, tháng tri ân, để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã để lại một phần máu xương nơi chiến trường, đem lại hòa bình cho dân tộc. Xác định chăm lo cho gia đình chính sách người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn xã hội. Trong những ngày tháng 7 này, Đoàn Thanh niên huyện Chi Minh Châu đã triển khai nhiều việc làm cụ thể thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công, đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Dịp nhân 27 tháng 7 thì xã đoàn luôn tổ chức những cái hoạt động như là đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, như là thăm mẹ Việt Nam anh hùng, thăm và tặng quà gia đình chính sách. Ngoài lễ là 27 tháng 7 thì các ngày lễ Tết, xã đoàn cũng phối hợp với Hội Liên hiệp xã vận động các mạnh thường quân thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và cũng như là các gia đình chính sách đã có công với cách mạng. Tại xã Suối Đá, trong dịp này, xã đoàn cũng phối hợp với các đoàn thể, mạnh thường quân, tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn. Ngoài những cái phần mà công tác an sinh xã hội, hỗ trợ chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, thì Ban Thường vụ xã đoàn cũng huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, tổ chức là thắp nến tri ân, rồi viếng nghĩa trang liệt sĩ và dọn dẹp các bia tưởng niệm trên địa bàn để ghi nhớ những công ơn đóng góp của cha anh đi trước. Chiến tranh đi qua mang nhiều nỗi đau cho những người lính, có thể là thể xác, có thể là tinh thần. Trở về thời bình, những nỗi đau ấy đang được xoa dịu bằng nghĩa tình đồng đội, bằng sự trân trọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ với những người lính năm xưa. Các con đến vậy vui lắm, lâu lâu mà gặp được vậy là phấn khởi và vui lắm. Vậy cũng y như mấy cháu vậy nè, năm nào cũng thăm hết đó, mấy cháu ở đây cũng mừng, cũng khỏe. Những hoạt động đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ huyện Chi Minh Châu đã thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với thế hệ cha anh đi trước, các bậc tiền bối cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Thông qua đó, bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn thì các hoạt động này sẽ giúp cho các bạn là nhớ đến công ơn của các tiền nhân đi trước đã không ngại những khó khăn gian khổ hy sinh kháng chiến để mà tạo dựng được một cái lớp trẻ cái thuận lợi trong công việc và học tập như ngày hôm nay, để làm cho các bạn là nhớ đến công ơn đó và cố gắng học tập tốt hơn, trở thành một công dân tốt của xã hội. Có thể thấy rằng việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên. Đây là trách nhiệm tình cảm của các cấp các ngành và toàn xã hội. Từ những việc làm cụ thể thiết thực đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần bồi đắp truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.